Bonsai bãi nhẹ xin kính chào quý vị nha. Nay em có trồng một cái cây mai sụ quý vị ơi. Cây này là cũng khủng nha quý vị. Sụ cực kỳ sụ luôn ha. Đây nào quý vị ơi. Quá trời sụ luôn rồi. Sụ lên một khúc ha, sụ cũng rất là nhiều quý vị ơi. Cây này là hầu như là trên 80 hoành nha quý vị. Cây này mà cô chú anh chị nào ha có nhu cầu xem mà được giá chắc cũng giao luôn luôn quý vị ơi. Rồi gọi đem quay cây cho quý vị cùng xem ha, rồi bắt đầu em tiến hành vào công việc quý vị ơi. Đây quý vị cây ha, nói chung là hôm nay mình phá bầu ra mình trồng quý vị ơi. Quy trình cũng đang lặt lá ha, vì mình động rễ thì phải lặt lá ha quý vị. Mình đó thì đang trồng chắc trồng rồi ha. Cây quá trời tài cành ha quý vị. Xù lên có khoảng 1 mét ha. Xù từ dưới lên tới đoạn đó ha. Là xù bít hết trơn ha quý vị. Tài cành này có chỗ trên 30 ha quý vị ơi. Được chỉnh sửa từ nhỏ ha. Cây này hồi xưa chắc người ta gốc chùi ha quý vị. Sau đó ra tài cành ta chỉnh lại ha. Cho nên là những cái tài cành ở trong nó lắc lượng hết trơn quý vị ơi. Ngày đầu tiên mình sẽ khui bầu ra quý vị. Quá trình mình đang làm đế hay quý vị, phía bên đó là chưa làm ha, phía bên đây thì mình đã làm rồi hay quý vị ơi. Khi mà một cái cây ha mình trồng thì mình phải làm cái mặt đế hay quý vị, để trong tương lai thì cây dễ phát triển hơn ha. Nói chung về vấn đề làm quý vị có thể làm theo em, nhưng mà nói về thuốc ha thì hầu như là hiện tại là quý vị mua các loại thuốc trên thị trường nhiều khi nó không có, nó ra là chỉ lú lá ra thôi ha, chứ không có đi thuộc ha quý vị. Cho nên quý vị mà cần xài sản phẩm thì liên hệ với em ha. Hiện tại thì bên em có cung cấp thuốc luôn quý vị ơi. Thì đối với cây có tình trạng là suy yếu ha, cây bể bầu ha, thì giống như cây này ha, em trồng thì em khư bầu ra hết ha quý vị, chứ không có để bầu ha. Sẵn em cũng làm mặt đấy luôn, mặc dù cây này rất lớn cây ha, cho nên là mình tự tin ở đây là mình có thuốc ha quý vị. Cho nên cô chú anh chị nào có nhu cầu xài thì liên hệ với em ha. Chứ đối với một cái cây mai đẹp ha, một cái cây mai mình trồng mà không sung ha, ra tược mà nó chỉ lú lá xanh ra ha, rồi nằm đó luôn chứ không đi tược ha, thì nhìn cây mai rất là chán nha quý vị ơi. Với lại lá không được bự ha, không được xanh ha, không được dày đó. Thì cô chú anh chị cứ liên hệ với em ha. Hiện tại thì em cam kết xài là cây sẽ ok ha quý vị. Giống như cây này đây, tàn rất là lớn ha. Đây ha, có ông chú cũng đang lặt lá trên ha. Quý vị nhìn cho biết cái kích cỡ của cây ha. Đó, tán ngang là hầu như cây này là trên 4 mét hay quý vị. Chiều cao lên thì cao khoảng cũng trên 4 mét quý vị. Cây rất là đẹp hay quý vị. Bộ đế thì hồi xưa giờ chẳng có ai làm ra ha. Sẵn đây em làm thì em làm đế luôn quý vị ơi. Nào quý vị thấy nè, đế rất là lực ha. Rồi cái quy trình em làm đế hay quý vị. Làm đế xong thì em dựng cái cây cho nó ngay lại, lúc đó mới tiến hành vô chắc trồng ha. Tại thì cây này nó đang nghiêng quý vị ơi, đang nghiêng so với cái mặt bằng ha, chứ nó không có ngay quý vị. Nhưng mà sẵn mình làm đây thì mình hồi chút xíu nữa mình sẽ làm cho cây nó ngay luôn quý vị ơi. Đó. Cô chú anh chị nào mà vườn mai chậm phát triển ha, cây ghép với lại cây trồng không đi tược, ra xanh rồi nằm ở đó luôn chứ không đi tược ha, thì liên hệ với em ha, cam kết là cây quý vị sẽ sung ha, và tược sẽ đi mạnh ha quý vị. Thank you.
quá trình đã làm đế xong rồi quý vị, nhưng hiện tại cái cây nó còn yên ha. Đây quý vị ơi, đây ha. Bên đây nó, bên mấy anh đây nó thấp hơn mấy anh đây quý vị, cây nó chưa ngay ha. Bây giờ mình móc xung quanh ra hết, mình dựng cái cây lên quý vị ơi, với lại cũng cho ngay cái chậu ha, ngay giữa chậu lại ha. Chung là nồi đế khá đế quý vị ơi, đế đẹp. Cây xù mà đế cái này là đế đẹp ha quý vị, đế đều ha, quá xù. Đây quý vị ơi, cây hoành khá là lớn nha, xù lên bệt bệt luôn quý vị ơi. Cây này nuôi sung thì trong tương lai còn lên nữa nha quý vị. Quá trời vàng chi, có cốt cành nè. Cốt cành này được sửa từ nhỏ nha quý vị. Cốt này chắc có khoảng 35. Tại cành đóng đều do luôn ha. Quá trình nặng móc đất ra quý vị ơi, rồi xong xuôi hết, bắt đầu là mình khui bầu xong xuôi hết rồi mình dựng cái cây cho ngay lại ha. Lúc đó mình lắp chất chồng vô quý vị ơi, chất chồng là trong sẵn ha. Ở đây em xài sơ dừa với chấu quý vị ơi, đậu phộng ha, vỏ đậu phộng, sơ dừa với chấu với vỏ đậu phộng ha. Đây ha quý vị, rồi quá trình là em làm đế đã xong quý vị ơi, rồi chuẩn bị tiến hành mình đưa cái chất chồng này vô ha. Quá trời cái cây quý vị ơi, đấy đấy kinh thiên độc địa luôn. Xù mà đế thấy sợ. Những cái rễ này sẵn đây mình cạo xuống mình nuôi cho nó lớn luôn không quý vị. Được cái ha, cây này xù nhưng mà đế nơm ha, đế nơm mà đế đẹp luôn quý vị ơi. Giá cả họ hợp lý thì cũng lên xe luôn nha quý vị. Đó, xù đế đẹp ha, bông đẹp luôn, thân đẹp luôn quý vị ơi. Cây này thân nó lắc ha, đó được cái nó lắc nha quý vị. Con cái lắc ha, lắc xong nó mới lên chật nha quý vị. Cốt cành thì nói chung là đóng đều ha, tay cành bự nữa cũng được, lắc lượng qua chỉnh sửa hết rồi ha quý vị. Cây này anh em nào muốn ok nữa thì về bắt đầu mình dằn dây lại ha. Sáng nay mình tưới thuốc luôn quý vị ơi. Thuốc thì bên mình là nói chung là làm cây mà tự tin thì cũng nhờ thuốc này ha quý vị, thì cây nó mới khỏe được ha. Nói chung là xung cây quý vị ơi, cho nên là cô chú anh chị nào ha vướng mắc cái tình trạng cây suy yếu, cây chậm phát triển thì alo cho Bảy Nghĩa ha. Nói chung là cam kết cây quý vị sẽ xung quý vị ơi. Về mùa mưa nói chung là cây nó cũng hay cháy lá nè, đọt non thì cũng ít đi. Nếu mà gặp tình trạng cây suy yếu ha thì liên hệ với em để mình có được sản phẩm mình xài quý vị ơi. Cây thì nói chung là cam kết bao xung ha, với lại kinh nghiệm của em biết cái gì em sẽ tư vấn cho quý vị là biết cái đó ha, để quý vị có thể áp dụng làm vườn nhà quý vị ơi. Rồi quá trình tưới thuốc rồi lắp xong rồi bắt đầu mình tưới đẫm rồi con cái bắt đầu tưới thuốc nữa quý vị ơi. Rồi sau khi là mình lắp xe dừa xong xuôi ha quý vị, bắt đầu tiến hành mình tưới thuốc ha. Cái chậu nói chung là hiện tại mình trồng là nó cũng vừa với cái chậu rồi, nhưng mà vấn đề ở đây là mình be lên ha, cho rễ nó khỏe đi rồi sau đó mình dỡ cái miếng bụng ươm đó ra ha quý vị. Be lên chút ha, làm cái này thì nói chung là nhìn cái chậu nó cũng đẹp ha quý vị. Tưới đều đi, tưới đều xung quanh nè, đều mấy cái đầu rễ nè, giáp thành chậu luôn, đều thành chậu luôn. Nãy chị con tứ đều thành chậu đi, ngoài phía ngoài nữa nè, tứ đều hết đi. Ừ, rồi quá trình là trồng cũng đã xong rồi ha quý vị ơi, giờ mình cũng đã chằng rồi ha. Hiện tại thì cây này mình không cần che lưới lan ha quý vị, nhưng mà nói chung là mình xịt dưới ấm hàng ngày ha, với lại mình kỹ mình cũng có chằng ba công cáp rồi ha quý vị ơi, để chống gió ha. Nói chung là thời tiết lúc này mưa bão gió cũng dữ quý vị ơi, sẵn đây rồi mà cũng có chằng lại rồi ha quý vị. Thôi rồi ha, tới đây thì em cũng xin chào quý vị nha, và không quên chúc quý vị có một buổi xem clip vui vẻ. Em xin chào và hẹn gặp quý vị clip sau ạ.